Bạn sẽ bị đánh thuế như thế nào khi nắm giữ Bitcoin ở Việt Nam? Xin chào các pioneer và các quý khán giả. Như chúng ta đã biết, crypto là một lĩnh vực còn rất mới mẻ trên toàn cầu. Từ những ngày đầu tiên mới ra đời cho đến nay, không gian này chỉ vừa hoạt động được hơn 15 năm. Theo đó thì vấn đề pháp lý của crypto cũng còn rất mơ hồ. Trên thế giới hiện tại chưa có quốc gia nào hoàn thiện được khuôn khổ pháp lý để crypto thực sự hoạt động. Nổi bật nhất hiện nay chỉ có đạo luật MiCA của Liên minh châu Âu EU. Tuy nhiên, đạo luật này vẫn còn biên soạn và chưa chốt ngày đi vào hoạt động chính thức. Vì lẽ đó, Việt Nam chúng ta cho đến nay cũng đang chật vật với những khái niệm về crypto. Pháp luật để bảo vệ người dân cho phạm trù này cũng khá mơ hồ. Mặc dù vậy, có một sự thật sẽ khiến bạn phải ngã ngửa. Việt Nam đang nằm trong top 3 các quốc gia có mức độ chấp nhận crypto cao nhất thế giới, trong khi dân số của chúng ta cực kỳ ít so với các cường quốc khác. Theo đó thì pháp lý cũng là một chủ đề rất đau đầu cho các cơ quan chính phủ vào lúc này. Trong khuôn khổ tiền điện tử, Bitcoin cũng là một dự án tiêu biểu cho lĩnh vực này. Chính vì thế, chắc chắn Bi cũng sẽ phải tuân thủ theo luật định nếu Việt Nam chúng ta áp dụng pháp lý cho toàn bộ lĩnh vực crypto. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về một buổi hội thảo rất quan trọng đã được tổ chức vào tháng 8 vừa rồi. Nội dung của buổi tọa đàm đã được mô tả ngắn gọn trên các tờ báo như báo chính phủ.vn, báo tin tức.vn. Đây đều là các cơ quan ngôn luận có sức ảnh hưởng nhất trong nước. Xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Giao dịch liên quan tới tài sản số rủi ro khi chưa có khuôn khổ pháp lý. Theo báo cáo của tổ chức Chainalysis, chuyên về phân tích thị trường, năm 2022, dòng tài sản số hay tài sản mã hóa vào thị trường Việt Nam khoảng 100 tỷ đô la. Con số này tăng trưởng đến năm 2023 là 120 tỷ đô la. Năm 2021 đến 2022, Việt Nam luôn nằm trong top 3 trên toàn cầu về người dân sở hữu tài sản số, 21% dân số Việt Nam sở hữu, chỉ sau UAE và Hoa Kỳ. Năm 2023, Việt Nam tụt 5 hạng, đứng thứ 7. Thái Lan và Singapore đã vươn lên đứng thứ 5 và 3. Tài sản số không chỉ là những con số mang tính chất quy mô về dòng tiền dịch chuyển về Việt Nam, mà còn có quy mô cạnh tranh khu vực. Rất nhiều quốc gia trong khu vực ban hành luật lệ, chính sách để thúc đẩy tạo ra hành lang pháp lý cho những dòng tài sản này đóng góp vào nền kinh tế mang giá trị tích cực, chứ không thể có cái nhìn tiêu cực là ảnh hưởng tới ổn định kinh tế từng quốc gia nói riêng. Khi có khuôn khổ chính thức, hoạt động đầu tư kinh doanh theo lĩnh vực này mới có thể hình thành và phát triển. Chính vì chúng ta chưa có khuôn khổ pháp lý chính thức nên thời gian vừa qua có những hoạt động đầu tư kinh doanh buộc phải rời bỏ Việt Nam. Ví dụ như tập đoàn Sky Mavis, một tập đoàn kỳ lân công nghệ của Việt Nam có hệ sinh thái game, là doanh nghiệp thuần Việt Nam. Nhưng do chúng ta chưa có khuôn khổ pháp lý cho tài sản game và hoạt động dựa trên cơ sở nội dung số, tài sản số rất lớn, nên cuối cùng họ chọn Singapore làm nơi đóng trụ sở. Khi có pháp lý, công nghiệp công nghệ số dần được hình thành, phát triển mạnh mẽ, quyền và lợi ích của những người tham gia trong lĩnh vực này được bảo vệ. Đã có rất nhiều giao dịch liên quan tới tài sản số. Nếu chúng ta chưa có khuôn khổ pháp lý thì giao dịch này trở nên rủi ro, mỏng manh, những người liên quan không được bảo vệ. Phần 2. Hoàn thiện chính sách thuế. Tài sản số có thể sử dụng với nhiều mục tiêu khác nhau. Để thừa nhận và quản lý nó như tài sản thì đòi hỏi không chỉ sự tham gia của Bộ Tài chính mà của rất nhiều bộ ngành có liên quan. Trường hợp dự thảo luật công nghiệp công nghệ số được Quốc hội thông qua, trong đó đưa ra định nghĩa về tài sản số, các nội dung có liên quan, thì trong phạm vi và chức năng của mình, Bộ Tài chính sẽ triển khai thực hiện các vấn đề liên quan, bao gồm cả hoàn thiện chính sách về thuế. Trong trường hợp tài sản số được đưa vào luật công nghiệp công nghệ số, hay nói cách khác, chúng ta thừa nhận tài sản số như một loại tài sản, thì hoàn toàn có căn cứ để thực hiện thu thuế dựa trên pháp luật thuế của chúng ta. Tương tự, chúng ta có luật thuế giá trị gia tăng để điều tiết giao dịch các tài sản. Tuy nhiên, cái khó không chỉ ở Việt Nam mà các nước đang phải đối mặt là phải định nghĩa nó là gì. Có nước xem như một loại chứng khoán, có nước xem là một loại tài sản đặc biệt, tài sản hỗn hợp. Về mặt chế định đối với tài sản số là thuế và bảo vệ quyền sở hữu, trách nhiệm của các chủ thể trong việc lưu trữ thông tin, quản lý thông tin về tài sản, đảm bảo an toàn thông tin mạng, lưu trữ trên không gian mạng.
Nếu có sự cố thì quyền lợi của người sở hữu ra sao? Như vậy phải có cơ chế để vẫn có thể khôi phục được, tránh tình trạng một số sàn giao dịch quy động tiền của nhà đầu tư rồi sập, khiến nhà đầu tư mất trắng như thời gian vừa qua. Ngoài ra, nếu đưa vào dự thảo luật công nghiệp công nghệ số thì vẫn thấy có sự mong manh, bởi vì đây là luật chuyên ngành, trong khi liên quan đến quy định về tài sản, liên quan đến chế định, đến sở hữu thì phải là những đạo luật như bộ luật dân sự. Cho nên, gốc rễ là chúng ta phải cân nhắc triển khai nghiên cứu, sửa đổi bộ luật dân sự hiện tại. Trên đây là những nội dung mà chúng tôi tổng hợp được từ bài báo. Nội dung bài viết khá dài nên đã được tóm tắt lại các đại ý. Qua đó chúng ta thấy việc xây dựng pháp lý cho crypto vẫn sẽ còn rất khó khăn vì nó dính đến nhiều chủ thể khác của luật hiện tại. Tuy nhiên, điểm khó chính là tốc độ phát triển khá mạnh mẽ, ví dụ như Sky Mavis được nhắc đến trong bài hay Pinnacle đang phát triển. Mỗi dự án như vậy đem lại lượng người dùng và tài sản rất lớn. Hãy thử nghĩ, nếu thu được thuế từ các dự án này thì ngân sách nhà nước sẽ được bổ sung mạnh, giúp xây dựng đất nước xã hội tốt đẹp hơn. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về chủ đề thuế mà chúng ta đang thảo luận hôm nay? Nếu là bạn thì bạn có sẵn sàng đóng thuế cho số Bitcoin của mình đã mua bán? Hãy comment suy nghĩ của mình để thảo luận cùng cộng đồng Pinnacle Daily. Bạn có thể gia nhập nhóm Facebook để thảo luận cùng chúng tôi các vấn đề nóng hổi liên quan đến Pinnacle. Link tham gia sẽ được để dưới phần mô tả của video này. Nếu thấy hữu ích, xin mời các Pioneer hãy để lại một like và comment để ủng hộ kênh và lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pinnacle và giao dịch an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!